Kính thưa đồng bào quý mến, phía sau lưng Thánh Gióng là ba khuôn mặt đặc biệt lắm mà Cha Trời Thượng Đế toàn năng cho tỏ hiện ra để mà hướng dẫn và cảnh báo cho nhân loại vào thời mặt kiếp này. Thứ nhất là hình ảnh Thiên Chúa Giêsu hiện ra, mặt mũi và tất cả những chi tiết đây rất rõ ràng và cũng như có sự cảnh báo là sức đóng mặt trời sẽ tấn công vào quả địa cầu trong những ngày tháng năm sắp tới. Nơi đây là mặt trời sẽ nổ và sẽ có những cục đá ngoài vũ trụ sẽ quăng vào quả địa cầu. Lúc đó nước biển sóng tsunami và quả địa cầu này sẽ cháy lớn, và nước biển tsunami sóng sẽ dâng tới mây và sẽ có hàng tỷ người thiệt mạng. Đây là hình ảnh cảnh báo. Và đây là khuôn mặt Chúa Giêsu. Và khi sự việc này xảy ra thì chỉ có Thiên Chúa Giêsu là đứng duy nhất mới có thể cứu chúng ta và cứu gia đình chúng ta, cũng như cứu đất nước chúng ta, cũng như bất cứ đất nước nào ở đâu. Khi sự việc này xảy ra là chỉ có Thiên Chúa Giêsu là đứng duy nhất mới có thể cứu chúng ta mà thôi. Và kính thưa đồng bào thân mến, kế đến nữa là chúng ta thấy có một hình ảnh đặc biệt mà Thiên Chúa Giêsu cho hiện ra. Đó là hình ảnh của những hàng triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ đã hiện ra. Xin phép đồng bào cho Thánh Gióng đứng dậy để trình bày. Kính thưa đồng bào quý mến, chúng ta thấy hình ảnh gì đây? Đây, đây, đây. Đây là những chiếc nón, nhiều loại nón khác nhau. Rất rõ ràng. Thánh Gióng close up để cho đồng bào coi nha. Đồng bào thấy đây là những chiếc nón nè. Nhiều kiểu nón khác nhau. Và đây là phân nửa khuôn mặt của hàng triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ. Mắt, mũi, miệng, mắt nè, mũi nè, bị thương là gãy rồi, đứt làm hai rồi, dẹo qua một bên, môi miệng thì tan nát hết, da bị cháy vì bom đạn chiến tranh. Những anh hùng chiến sĩ này hiện ra để phụ trợ chúng ta làm việc cứu nguy dân tộc và đất nước Việt chúng ta, cũng như phụ trợ chúng ta làm việc thông báo những tin mừng vĩ đại này đến cho tất cả nhân loại. Hóa hồng nhân loại, nhiều người được cứu rỗi. Những hình ảnh phép lạ mà Thánh Gióng chúng cháu đã trình bày trên dưới 4 năm nay. Và đây là hình ảnh những hùng chiến sĩ chụp gần. Đồng bào thấy nè, rõ ràng lắm, cái không thể chối cãi được. Đây là những hình ảnh mà chụp gần nè. Đó. Lúc chụp á, thì đó đồng bào thấy có hình tượng hai anh hùng chiến sĩ ở chỗ tượng đài đó, đây đây, ngay đây nè. Đó, thấy rõ chưa? Và khi mà chúng ta đưa qua những hướng này thì chúng thấy nửa khuôn mặt đó, nón nè, đây nè, nón đây, mắt mũi bị thương đây, đó, chụp close up đó. Còn chụp nguyên hình thì đây, mặt của quý vị đây, rất rõ ràng, rất rõ ràng. Và thưa đồng bào thân mến, phía bên đây là hình ảnh gì? Hình ảnh quỷ Sa Tăng. Hình ảnh này là đương nhiên Cha Trời Giêsu cho hiện ra để chúng ta chọn lựa. Một là theo Cha Trời Giêsu để được cứu rỗi, còn hai nữa là sẽ bị quỷ Sa Tăng nó nuốt chửng luôn. Nó nuốt thể xác, nó nuốt linh hồn luôn. Vô cùng kinh hoàng và khủng khiếp. Đồng bào thấy mắt đó nè, mũi là miệng nó há hốc ra nè, trên đây cũng có quỷ đó nè, đây cũng có quỷ nè, dưới này cũng có quỷ đó nè. Và đây là hình ảnh gì? Hình ảnh tsunami trong những ngày tháng năm sắp tới, nước biển sẽ dâng tới mây và sẽ có hàng tỷ người thiệt mạng. Và nơi đây hình ảnh này còn cảnh cáo là chiến tranh ở Biển Đông sẽ xảy ra nếu mà nơi đây không thực sự sám hối, nghe theo những điều chỉ dạy của Thánh Gióng chúng cháu, vâng lệnh Cha Trời Thượng
Thượng Đế toàn năng nhắc nhở.